Ok, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại TV. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trong số Hỏi Gì Đậm Đấy số thứ 86. Và mình cũng đã chuẩn bị tất cả những cái câu hỏi mà các bạn thắc mắc rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trả lời nó nhé. Bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, iPhone mà muốn dùng sạc 30 hay 45W thì dùng hãng nào là tốt cho máy vậy bạn? Thì nếu như mà các bạn dùng 35 hoặc 30 hoặc là 45W đó, thì bạn vẫn có thể mua những cái loại củ sạc dành cho MacBook của Apple. Thì cái loại dành cho MacBook Air thì cũng dùng cái cổng Type-C và các bạn sẽ mua cái củ đó. Tuy nhiên thì đối với đồ của Apple thì nó khá là mắc. Và mình sẽ recommend cho các bạn một số những cái hãng khác, ví dụ như là Bizen hoặc là Energizer, thì các bạn vẫn sẽ có được cái mức sạc là 30W hoặc là 40W, 45W tùy theo các bạn chọn. Tuy nhiên thì mức giá của nó sẽ rẻ hơn, và mình sẽ để đường link ở bên dưới phần mô tả của video để bạn có thể truy cập vào Sevonet hoặc là Điện Thoại Vui thì đều có bán những cái loại củ sạc này để bạn có thể lựa chọn. Hoặc là các bạn cũng có thể lựa chọn cái loại sạc 18W của Apple trên con iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11 Pro Max nữa. Thì các bạn dùng cái loại đó cũng được. Nhưng mà như mình nói, đồ Apple thì tương đối là đắt, cho nên chúng ta sẽ có những cái loại khác để chúng ta có thể thay thế. Bizen hoặc là Energizer, những cái thương hiệu rất là chuẩn mà mình rất là tin tưởng vào những cái thương hiệu này. Ok, tiếp tục. Bên anh có Bizen dung lượng cao dành cho iPhone XR không ạ? Rồi, về việc pin dung lượng cao dành cho iPhone XR thì tính tới thời điểm hiện tại pin dung lượng cao chỉ có tới iPhone X thôi và chưa có pin dung lượng cao dành cho iPhone XR. Chính vì vậy, chúng ta sẽ cùng đợi thêm một thời gian nữa để thử xem là những cái pin dung lượng cao này nó có ra cho những cái dòng iPhone mới hơn hay không. Và mình cũng đang rất là mong đợi về việc là ra cho iPhone XR rồi iPhone XS, XS Max chẳng hạn. Mình cũng rất là mong đợi và mình sẽ thử xem là có tốt hay không. Và sắp tới thì bọn mình cũng sẽ làm những cái bài về test pin từ dung lượng cao cho iPhone 8, 8 Plus và iPhone X. Các bạn nhớ đón xem nhé. Ok, tiếp tục. Anh ơi, con iPad Air 2 của em chạy 20% pin, đem đi thay. Sau khi thay thì em thay pin lại nhanh hơn trước. Lúc thay pin, vấn đề nằm ở pin hay ở thứ khác? Thực ra ở cái này sẽ có hai vấn đề. Một là lỗi do cái viên pin mà các bạn đang thay, thì họ thay cho các bạn. Nói chung á, hàng mà chúng ta sản xuất thì cũng sẽ có cái này cái kia. Cho nên nếu như ở trường hợp hiện tại và các bạn còn bảo hành hoặc là bảo hành thay pin của cái cửa hàng đó, thì bạn sẽ mang tới và yêu cầu họ thay cho bạn một cái viên pin mới. Và nói ra cái trường hợp mà các bạn đang bị, thì họ sẽ thay cho bạn một cái viên pin mới. Cái thứ hai, nếu như thay pin mới vẫn bị như thường, thì đây là một cái lỗi về lỗi nguồn ở trên cái chiếc iPad Air của các bạn. Và riêng về cái lỗi này thì chúng ta phải sửa đụng tới phần cứng. Và nếu như ở Điện Thoại Vui á, thì sẽ được chia làm 3 level, level 1, level 2 và level 3. Thì cái trường hợp của bạn thì nó sẽ được nằm ở level 3. Đó chính là đụng chạm tới những cái phần rất là nguy hiểm ở trên main. Cho nên cần phải có kỹ thuật tay nghề cao thì mới có thể làm được. Đó. Cái tiếp theo, cho em hỏi iOS 13.5.1 có hạ xuống iOS 13.5 được không anh? Mong em trả lời cho em biết. Thực ra thì mình cũng trả lời những cái câu hỏi này khá là nhiều. Và trong cái số 85 á, các bạn hỏi về vấn đề này cũng khá nhiều. Cho nên là mình sẽ lấy một câu để đại diện. Thì về trường hợp này rất tiếc là chúng ta sẽ không thể nào chúng ta hạ cấp xuống được nữa. Và cái phiên bản thấp nhất mà các bạn có thể ở đó chính là iOS 13.5.1. Và bạn sẽ không thể nào mà chúng ta hạ xuống những cái phiên bản thấp hơn đó. Hoặc là bạn có thể lên iOS 14 beta thôi. Đó, ok. Tiếp tục. Chào anh, cho em hỏi, em đang dùng iPhone 7 Plus, camera của nó không xóa phông được, với lại ROM được 10x, dung được 10x, có cách nào khắc phục không ạ? Rồi, về cái vấn đề này á, đây sẽ không phải là lỗi về phần mềm. Nó sẽ có hai kiểu lỗi. Một, cái việc mà camera các bạn không xóa phông được thì nó sẽ gặp phải khi mà các bạn tiến hành đi thay vỏ hoặc là các bạn sửa chữa camera mà cái người kỹ thuật viên á, họ đặt lệch một xíu thôi thì sẽ không có lấy nét được ở trên camera. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là nếu như camera của bạn trước giờ chưa bao giờ các bạn đi sửa chữa và đây là lần đầu tiên nó bị, thì đây sẽ là lỗi về camera. Và riêng về phần camera thì nó sẽ không có hàng linh kiện và chỉ có hàng đó chính là bốc máy thôi. Cho nên giá của nó thay cũng khá là đắt. Và mình sẽ để đường link ở bên dưới để bạn có thể tiện tham khảo nhé. Câu hỏi tiếp theo. Anh ơi, lỗi không thể kiểm tra bản cập nhật nếu vào phần cài đặt chung, dung lượng không thấy bản iOS để xóa, thì làm sao mấy em để jailbreak? Em đang ở iOS 13.1.1. Đây chính là vấn đề. Jailbreak chính là vấn đề mà các bạn đang gặp.
thì khi mà bạn jailbreak xong, các bạn sẽ không thể nào mà chúng ta check được là cái chiếc máy của bạn có cập nhật phần mềm mới hay không. Và cái cách để bạn có thể khắc phục đó chính là bạn sẽ unjailbreak đi và sau đó khởi động lại máy. Và sau khi khởi động lại máy xong thì bạn sẽ vào cái phần check for update và bạn check lại một lần nữa thì nó sẽ được. Đó, như mình đã nói rất nhiều bài mình hướng dẫn bạn jailbreak thì mình cũng có nói là khi mà chúng ta jailbreak xong á thì các bạn sẽ không có cập nhật được iOS bằng OTA nữa mà bạn phải buộc phải unjailbreak thì mới có thể được nhá. Ok, câu hỏi tiếp theo, mình mua iPad Air 3 gần 1 năm, xuất hiện tình trạng thi thoảng bóng nhưng không nhận lệnh, nhất là khi chơi game nhân vật di chuyển dù mình nhấn nát màn hình, theo bạn thì lỗi phần mềm hay là phần cứng? Về cái phần lỗi này thì cá nhân của mình gặp cái trường hợp này thì mình khá là chắc chắn đây là lỗi về phần cứng. Tại vì á, sau một cái chiếc máy mà khi mà bạn dùng khá là lâu rồi thì nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như các bạn đang kể. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ không quá vội vàng là kết luận là các bạn sẽ cần phải thay màn hình hay là lỗi IC cảm ứng, mà mình khuyên các bạn nên mang tới cửa hàng của điện thoại Vui và các anh kỹ thuật sẽ tiến hành check cái phần màn hình của bạn cũng như con IC cảm ứng để thử xem là lỗi ở phần nào thì chúng ta sẽ tiến hành sửa ở phần đó. Ok, tiếp tục câu hỏi tiếp theo đó chính là cho em hỏi khi nào iOS 14 ra mắt chính thức và khi ra mắt thì có thể jailbreak để bypass được không anh? Vế đầu tiên, iOS 14 ra mắt chính thức thì sẽ cùng ngày với iPhone 12 được bán chính thức, và ngày bán của iPhone 12 thì chúng ta vẫn chưa biết được và chúng ta chỉ có thể phỏng đoán vào khoảng tháng 11 hoặc là tháng 12 thôi. Thì ở trong hai cái khoảng đó iPhone được bán ra thì iOS cũng sẽ ra cái bản iOS 14 chính thức. Rồi, khi ra mắt thì có thể jailbreak được không? Đây vẫn là một dấu hỏi mà chúng ta sẽ không thể nào trả lời được. Và tương tự bypass cũng thế. Và ở thời điểm hiện tại đây vẫn chỉ là một cái bản beta thôi. Và các bạn đừng mong đợi nó quá nhiều về việc jailbreak cũng như là bypass. Tại vì khi nào mà có thì đương nhiên Điện thoại Vui cũng sẽ làm những cái video để có thể chia sẻ cho bạn thôi. Cho nên là nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi được những video này nhé. Tiếp theo, cho mình hỏi địa chỉ điện thoại Vui, thường iPhone 7 Plus sạc khoảng bao lâu thì mới đầy pin? Cái này thì thực ra nó cũng tùy theo cái pin ở trên máy của bạn nữa và tùy theo những cái chế độ ở trên máy. Thông thường thì mình thấy sạc tầm 2 tiếng thì sẽ đầy một chiếc iPhone 7 Plus. Mình thì mình dùng sạc nhanh nên nó sẽ nhanh hơn một tí, nó kiểu vậy. Ok, câu hỏi tiếp theo, có pin dung lượng cao cho iPhone XS Max không? Như mình đã trả lời ở cái câu hỏi trước thì pin dung lượng cao hiện tại chỉ có mới tới iPhone X thôi. Và Bizen thì họ cũng đã phát triển dòng pin để thay cho iPhone XS Max rồi. Và mình nghĩ trong thời điểm tới thì chúng ta sẽ có những cái dòng pin dung lượng cao dành cho iPhone XS Max đó. Ok, iPhone 6S thì có pin dung lượng cao hay không? Câu trả lời sẽ là có, và mình cũng đã làm rất nhiều những cái bài review về pin dung lượng cao dành cho iPhone 6S này, 6S Plus, 6, rất là nhiều. Những cái dòng iPhone cũ mình làm rất là nhiều những cái bài kiểu test pin, rồi là kiểu đánh giá về pin nó có tốt hay không. Mình cũng có làm rồi và bạn hãy coi những cái clip đó ở trên Điện thoại Vui thì bạn sẽ biết rõ hơn về những cái loại pin này. Ok, câu hỏi tiếp theo, XS có dung lượng cao không bạn Thịnh Tu? Nếu thay pin dung lượng cao thì có ảnh hưởng gì về máy không ạ? Câu cái vế đầu tiên thì mình xin phép không trả lời, tại vì hai câu hỏi trước mình đã trả lời rồi. Và nếu thay pin dung lượng cao thì có ảnh hưởng gì về máy hay không? Mình cũng đã là người từng dùng pin dung lượng cao dành cho iPhone và mình dùng trên con iPhone 7 Plus của mình. Và mình cũng đã từng test qua rất nhiều dòng pin dung lượng cao và mình thấy dùng thì khá là ok. Mình thấy chả có gì phải suy nghĩ về nó hao pin hay là phải hại ảnh hưởng gì về máy cả. Vẫn bình thường, chỉ đơn giản là một cục pin họ nạp cho nó vào nhiều năng lượng hơn và gắn vào máy của bạn. Và các bạn yên tâm về cái việc đó chính là nếu như có cháy nổ, nếu như có lỗi thì bạn sẽ được đổi pin. Còn nếu như có cháy nổ thì các bạn sẽ được một cái gói bảo hiểm 2 triệu đô. Một cái mà Pizen họ cam kết rất là tốt dành cho người dùng thì mình nghĩ là nó sẽ không có, người ta sẽ không có dám mạo hiểm để mà người ta làm một cái pin dỏm để mà gây ảnh hưởng tới máy của bạn rồi họ phải đền bảo hiểm. Đó, ok. Câu hỏi tiếp theo là anh ơi cho em hỏi sao iPad của em luôn check Bluetooth thì còn 100% mà hay bị tắt máy đột ngột đến khi pin vẫn còn 50 mấy%, nhất là khi chơi Liên Quân cứ gần vô trận thì lại tắt máy. Mọi người trả lời giúp em. Cái đầu tiên, lỗi đầu tiên á sẽ là về việc là cái pin trên máy của bạn sẽ là pin ảo. Và thực ra Bluetooth nó check thì cũng không hẳn là đúng 100%, cho nên là các bạn phải xem lại cái viên pin của bạn thử xem là nó như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như pin của bạn vẫn còn ok, vẫn đúng 100% khi mà các bạn check, thì cái lỗi ở đây sẽ là lỗi nguồn ở trên cái chiếc iPad của bạn.
Và cái trường hợp này thì các bạn đương nhiên cần phải có sự kiểm tra kỹ càng từ kỹ thuật của điện thoại Vui. Thì các bạn hãy gọi lên số hotline hoặc là các bạn sẽ tìm cái địa chỉ gần nơi các bạn ở nhất để các bạn có thể tham khảo những cái mức giá cũng như là những cái lỗi thì các bạn sẽ biết rõ hơn. Rồi, ok, câu hỏi tiếp theo là anh ơi cho em hỏi giá cầm trước của 7 Plus hiện tại là bao nhiêu? Ở cái những cái số hỏi gì đầm nấy thì thường mình sẽ không có thông báo giá dành cho các bạn được, tại vì là cái giá này nó sẽ tùy thuộc vào từng ngày và cũng như là từng cái chương trình hậu mãi của điện thoại Vui á, cho nên nó sẽ có cái mức giá khác. Thì mình cũng có để đường link ở bên dưới, các bạn truy cập vào thì các bạn sẽ biết được là cái mức giá bao nhiêu, thời gian thay là bao lâu và bảo hành như thế nào. Hoặc nhanh hơn thì các bạn có thể gọi luôn số hotline, thì các bạn chăm sóc khách hàng sẽ trả lời cho bạn tất cả những cái câu hỏi mà các bạn thắc mắc về giá cũng như là về phần bảo hành nhé. Rồi, câu hỏi cuối cùng, nếu các bạn chính thức xóa cấu hình rồi mình cập nhật lên bản chính khỏi PC được không anh? Đây là một câu hỏi rất nhiều bạn hỏi và mình, cá nhân mình cũng tự hỏi bản thân mình là như vậy. Tuy nhiên á, đây chúng ta sẽ phải tùy thuộc vào cái sự vui vẻ của Apple. Tùy năm thôi các bạn à, có năm Apple vui á thì họ cho chúng ta lên thẳng luôn. Chỉ cần xóa cái beta thì bạn sẽ lên được. Tuy nhiên cũng có những năm thì các bạn phải lên bằng PC. Và mình chưa biết thì năm này sẽ như thế nào. Mình hy vọng rằng năm nay thì sẽ được lên thẳng. Và đương nhiên thì khi có cái bản chính thức thì mình sẽ ra clip để giúp cho bạn có thể lên cái phiên bản chính thức nhé. Ok, rồi. Ok, và như vậy thì mình vừa trả lời cho bạn tất cả những cái câu hỏi số hỏi gì đầm nấy số thứ 86. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.